Thiên chú visa. Đây là một loại visa của rất là nhiều du học sinh Việt Nam hoặc mọi người muốn xin một công việc ở lại UK. Xin chào mọi người, welcome back to Naomi UK Official. Hôm nay Naomi muốn chia sẻ với mọi người một topic, đó chính là Thiên chú visa. Đây là một loại visa của rất là nhiều du học sinh Việt Nam hoặc mọi người muốn xin một công việc ở lại UK. Thì tiêu chuẩn visa là đã yêu cầu thứ nhất là các bạn sẽ phải xin được cái COS, viết tắt của từ Confirmation of Sponsor. Vâng, thì các bạn sẽ xin được công ty có sponsor license và mọi người sẽ cung cấp cho mình một cái COS. Thứ hai, đó là đây là đa số là những công việc skill the job đó. Nên là sau khi có này thì các bạn có thể apply. Thì đa số với các bạn học xong đại học, thạc sĩ, đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì các bạn hoàn toàn có thể apply. Tất nhiên rồi, apply ở trong UK thì khả năng nó sẽ dễ dàng hơn do các bạn apply ở Việt Nam. Thì khi mà các bạn apply ở UK thì các bạn có thể skip được cái level test và cái trình độ tiếng Anh. Vì đa số các bạn ở đây thì các bạn đều tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ rồi đúng không? Thì các bạn không cần cái trình độ tiếng Anh này nữa. Về finance, bạn có ít nhất là 945 bảng trong vòng 90 ngày, hoặc là sponsor của bạn sẽ ghi là trong cái sponsor loss thì bạn không cần chứng minh tài chính nữa. Và khi mà các bạn apply trong UK thì cũng giống như các bạn visa khác, các bạn có thể apply the same next day service và các bạn có decision trong ngày. Và tiếp tục nữa, với yêu cầu của cái mức lương của tiêu chuẩn, các bạn sau khi tốt nghiệp đi làm, các bạn muốn xin việc thì ít nhất là mức lương từ 20.000 bảng trở lên, nhưng mà tất nhiên là phụ thuộc vào cái ngành nghề. Thứ hai là phụ thuộc vào độ tuổi để được chấp nhận cấp tiêu chuẩn hay không. Dạ vâng, một vấn đề nữa đó chính là sau khi các bạn có visa thì các bạn sẽ có visa 3 năm trước và sau đó các bạn có visa 2 năm. Sau thời gian 5 năm này các bạn hoàn toàn có thể apply visa vĩnh viễn nếu các bạn đủ điều kiện. Còn các bạn đang hold lại visa này, các bạn hoàn toàn có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng mình, vợ hoặc chồng có thể làm full time và con cái các bạn ở đây thì sẽ được đi học hoàn toàn miễn phí. Đấy là tất cả những cái thông tin Naomi muốn chia sẻ cho mọi người và Tiêu Chu. Thì rất là nhiều các câu hỏi của sinh viên là: chị ơi, xin Tiêu Chu có khó không? Thực chất là nếu các em có một kế hoạch rõ ràng, biết được năm thực tập chúng ta thực tập ở đâu và cái skill, build up cái CV của mình cũng như cái kinh nghiệm đi xin việc hoặc là trong phỏng vấn interview thì hoàn toàn các em có thể xin được cái teaching license này, nó không hề khó. Nhưng mà tất nhiên là mình phải có kế hoạch rõ ràng, mình phải có kinh nghiệm và cũng như là các một vài skill để viết trong CV nữa, đúng không nào? Nên là chị tin rằng tất cả các du học sinh, các học sinh của 012 Global, học sinh của chị Naomi, các em hiện tại năm ngoái thì số học sinh confirm của chị Naomi ở công ty thì cũng gần đến 18 bạn có thể xin được cái teaching này, nên nó hoàn toàn không hề khó. Nên là các em lên có plan luôn nhá, nên không give up. Các em có thể làm được điều đó. Vâng, rất là tuyệt vời. Đấy thì cũng đấy là một trong những cái chị chia sẻ. Thì thực các em cũng phải hiểu rằng này, một vấn đề là cái mức lương của họ chi trả cho chúng ta đó, người ta phải chứng minh rằng là người ta không thể nào mà thuê được người bản địa thì họ mới phải thuê mình. Nên chính vậy họ có thể post lên đầu tiên, những cái bước đầu tiên như của doanh nghiệp như của chị Nam Minh là mình phải post ít nhất là 28 ngày lên để cho các người bản địa và những người ở Anh trước để họ có thể apply. Nếu trong thời gian đó mình có thể phỏng vấn, mình không được chọn được candidate tốt nhất và mình phải chọn candidate này là người nước ngoài, là người bất cứ nước nào, thì mình phải chứng minh cho home office, khi mà home office visit mình phải chứng minh cho rằng là mình phải chọn candidate này có những cái skill mà các candidate của local mình không thể tìm được đó. Và mức lương thực vào cái điều thứ hai nữa là các em phải thể hiện các em có thể capable, các em có thể giúp doanh nghiệp để họ mang lại được cái profit doanh nghiệp hơn. Vâng, rất là tuyệt vời. Và chị cảm ơn mọi người đã xem cái clip của chị. Nếu khi mọi người có bất cứ thông tin gì hoặc muốn hỏi, các em có thể inbox chị Naomi, kết nối ở dưới. Và rất là vui được kết nối với mọi người và các em. Và hẹn mọi người ở gần nhất. Và chúc mọi người mạnh khỏe và thành công. Chào mọi người, tạm biệt.